khuyên người buôn bán, nông phu, thợ thuyền. Những người buôn bán, nông phu, thợ thuyền nên thường suy nghĩ rằng chúng ta đây hoặc theo việc kinh doanh, hoặc dựa vào nghề này, nghiệp khác, gió sương từng trải, dãi nắng dầm mưa, chẳng qua chỉ vì muốn tích lũy được đôi chút tiền bạc mà thôi. Người khác có vợ con, chúng ta cũng có vợ con. Người khác có chị em gái, chúng ta cũng có chị em gái. Người khác nếu khởi tâm xấu ác, muốn xâm hại người thân của ta, ắt ta phải nghiến răng oán hận. Vậy nếu ta khởi lên một chút niệm tà ác, muốn xâm hại người thân của họ, ắt họ cũng phải tức giận chẳng khác gì ta. Hiện nay chúng ta có thể tận mắt chứng kiến kẻ nọ người kia vì sự gian dâm mà mang bệnh tật bỏ mạng, hoặc bị pháp luật trừng trị, gia đình tan nát, thậm chí con cái phải bán cho người khác. Gia đình nghiêng ngả, sản nghiệp tiêu tan, chung quy cũng chỉ vì một ý niệm sai trái mà phải rơi vào tình cảnh như thế. Nay chúng ta nên sớm tự hiểu rõ vấn đề, phải dứt trừ ngay những tâm niệm tà dâm xấu ác như thế. Nhìn thấy người phụ nữ tuổi cao nên hình dung đó như mẹ mình, thấy phụ nữ lớn tuổi hơn mình nên hình dung đó như chị mình, nếu ít tuổi hơn nên nghĩ tưởng đó là em gái mình, hoặc còn nhỏ tuổi hơn nữa nên hình dung đó như con gái mình. Hằng ngày chớ nên bàn luận trao đổi những chuyện phòng the, chớ nên đọc những sách khiêu dâm. Thêm nữa, mỗi một việc làm đều phải cố gắng tích lũy âm đức, thường xuyên nghĩ đến việc thực hành phương tiện lợi ích giúp người. Được như vậy thì phước báo cũng như tuổi thọ đều ngày một tăng thêm. Cháu con đời sau tự nhiên được vinh hiển phát đạt. Chuyện tốt đẹp nên làm ở đời, còn gì hơn thế nữa? Chuyện người buôn gỗ. Vào khoảng cuối niên hiệu Gia Tỉnh, huyện Nghi Hưng có một quả phụ họ Trần, thủ tiết thời chồng, dung mạo xinh đẹp. Có một người buôn gỗ từ xa đến, nhìn thấy sinh lòng ưa thích, tìm đủ cách dụ dỗ, nhưng đều bị cô ấy từ khước. Ông ta liền lập mưu mang gỗ đến bỏ trong nhà quả phụ họ Trần, rồi đến báo quan rằng gỗ ấy bị ăn cắp. Lại hối lộ cho bọn nha dịch để chúng bức bách làm nhục cô ta. Trong lòng dự tính là khi bị khốn quẫn như thế rồi, cô ta sẽ chịu khuất phục, chiều theo ý mình. Quả phụ họ Trần gặp nạn ấy, ngày đêm cầu khấn trước tượng thần Huyền Đàn. Một đêm, cô mộng thấy thần Huyền Đàn hiện ra bảo: "Ta đã ra lệnh cho cọp đen rồi." Không bao lâu, người buôn gỗ kia vào núi, bỗng có con cọp đen bất ngờ xông ra, bỏ qua nhiều người khác mà chỉ bắt lấy người buôn gỗ mang đi ăn thịt. Lời bàn: loại người gian ác như thế, dẫu có ném cho sài lang hổ báo xé xác cũng chưa xứng tội. Chỉ thương tiếc cho cha mẹ hắn ta già nua tóc bạc, vợ nhà còn trẻ tuổi ngàn dặm trong ngóng, nuốt lệ hướng về phương xa, biệt tinh bặt tức, cho đến nắm xương tàn bỏ lại cũng chẳng thấy đâu. Những người làm ăn xa xứ, đối với việc này phải biết đau lòng mà khắc cốt ghi tâm, tự răn mình chớ phạm vào những việc xấu ác gian tà. Vương Cần Chánh. Vương Cần Chánh là người ở Trừ Dương, cùng một phụ nữ kia thông gian. Cả hai người đều muốn làm chuyện gian dâm với nhau, nhưng chỉ lo sợ người chồng của cô kia phát hiện mà thôi. Không bao lâu sau, người chồng ấy bị vợ hại chết. Vương Cần Chánh nghe tin hoảng sợ bỏ trốn đến huyện Giang Sơn, nghĩ là đã thoát được rồi. Lúc ấy đói bụng, liền vào một quán ăn. Người phục vụ mang ra hai phần cơm. Vương Cần Chánh ngạc nhiên gạn hỏi. Người ấy nói: "Vừa thấy có một người cùng đi với ông, chẳng phải là hai người sao?" Cần Chánh biết là oan hồn người chồng đi theo mình, sợ quá liền đi đến quan huyện tự thú mà chịu tội. Lời bàn: oan hồn đã đi theo, ắt không thể tự mình làm chủ được nữa. Quyết định đi đến quan huyện tự thú, đó cũng là do oan hồn xúi dục mà phải làm.
hai người ở thôn ma. Ở thôn ma có hai người nọ sống không xa nhau lắm. Một người tạm gọi là Giáp say mê đeo đuổi một người đàn bà quá, khiến cho vợ anh ta hết sức oán hận. Người kia tạm gọi là Ất. Nhân lúc vợ Giáp có lòng oán hận chồng, liền sai vợ mình dụ cô ta đến nhà, rồi đôi bên thông dâm. Được một thời gian, vợ Ất cũng lấy làm oán hận chuyện chồng mình gian dâm với vợ Giáp. Một đêm nọ, Giáp đến chơi nhà quá phụ kia, bỗng khát nước quá quay về nhà. Vừa đến ngoài cửa thì chợt nghe tiếng Ất trò chuyện âu yếm với vợ mình. Giáp nổi giận, lập tức quay lại nhà quá phụ kia, lấy một cái búa, định về nhà chém Ất. Trên đường đi ngang qua nhà Ất, liền nghĩ trước tiên hãy vào thông dâm với vợ Ất để trả thù. Vợ Ất đang lúc oán hận chồng không về nhà với mình, liền chiều theo ý Giáp. Bấy giờ, Ất đang ở tại nhà Giáp. Độ chừng đã đến lúc Giáp sắp về, có ý muốn giết đi, nên liền cầm một cái búa quay về, đứng ở cửa nhà mình mà đợi Giáp. Bỗng lúc ấy, nghe trong nhà có tiếng đàn ông, liền gấp rút gọi cửa. Giáp từ bên trong nhà cầm búa nhảy ra, Ất từ bên ngoài cầm búa nhảy vào chém. Hai người trong bóng tối cùng kêu thét lên. Hàng xóm nghe tiếng, cùng nhau đốt đuốc kéo đến. Khi ấy, Ất mới nhận ra tên gian phu chính là Giáp, hết sức kinh ngạc, liền hỏi: "Sao mày lại cầm búa ở đây?" Giáp nói: "Tao cầm búa đến chặt đầu đứa gian phu là mày, nhưng vì muốn làm nhục vợ mày trước nên còn tạm chưa lấy mạng mày." Ất nói: "Tao có gian díu với vợ mày bao giờ đâu." Giáp liền chỉ cái búa nói: "Đó chẳng phải cái búa ở trong bếp nhà tao, có khuyết một chút nơi cán búa đó sao?" Ất cứng miệng không chối cãi gì được. Những người chứng kiến sự việc đều nói: "Quả đúng là trời trả báo." Xôn xao một lát rồi giải tán hết. Lời bàn: gian dâm với vợ người, vợ mình lại bị người gian dâm, so với chuyện khánh phong hoán đổi thê thiếp ngày xưa, đâu có gì khác. Qua A Kỷ. Vào năm Kỷ Dậu, thuộc niên hiệu Khang Hy, ở Côn Sơn có người tên Qua A Kỷ, gian dâm với vợ của một người họ Khâu, thường qua lại. Một hôm, ông ta nói: "Tôi định giết chồng cô nghĩ sao?" Người vợ của họ Khâu nghe vậy, nổi giận, ông ta liền thôi. Đêm hôm đó, A Kỷ vẫn mang dao đến, người vợ họ Khâu không hay biết. Nhân lúc đêm tối, hắn rình vung dao chém, không ngờ lúc ấy họ Khâu đã đi ra nhà xí, nên giết nhầm đứa con gái ông ta. Họ Khâu báo lên quan huyện, Qua A Kỷ bị xử tội, lôi ra chém giữa chợ. Lời bàn: đã gian dâm với vợ người, còn quay lại giận ghét người, chỉ một ý niệm xấu ác như thế đã khó thoát khỏi lưới trời. Người thợ Nam Kinh. Vào mùa đông năm Tân Hợi, thuộc niên hiệu Khang Hy, có một người thợ mộc ở Nam Kinh đến ngụ cư tại Côn Sơn. Ông ta gian dâm với vợ của một người bán mì. Người chồng phát hiện, đưa cả gia đình tránh đi, đến ở một thôn khác. Chẳng bao lâu, người thợ mộc lại cũng tìm đến thôn ấy. Một đêm nọ, người chồng đi ra ngoài quay về nhà, bỗng nghe tiếng vợ mình tư tình với người thợ mộc trong nhà, liền tự mình mở cửa lẻn vào. Trong bóng tối, tay cầm con dao chém xuống, đúng ngay giữa đỉnh đầu người thợ mộc. Anh ta cuộn cả tấm chăn mà lăn rớt xuống dưới chân giường. Người bán mì nghĩ rằng người thợ mộc đã chết, lớn tiếng kêu la hàng xóm mang đèn đuốc tới. Vừa có ánh sáng đến, liền chém chết luôn người vợ. Nhưng đến khi nhìn lại thì tên gian phu đã biến mất. Sáng hôm sau, có người báo lên quan phủ, nhìn thấy ở một chỗ nọ, giữa bụi cỏ lau có một xác chết. Trên người không có quần áo gì, chỉ thấy có một tấm chăn bị băng đóng cứng lại như keo. Cho người đến xem thì chính là người thợ mộc kia. Chỗ ấy cách nhà người bán mì một con sông lớn. Hóa ra đêm trước, ông ta ôm tấm chăn mà bơi qua sông. Nước sông lạnh thấm vào vết thương trên đầu đóng băng, chịu không nổi mà chết. Lời bàn: bị dao chém vào đầu, thật quá đau đớn. Bơi qua sông băng giữa đêm,
thật quá rét buốt. Thi thể chết rồi lõa lồ phơi ra, thật quá xấu hổ. Vĩnh biệt vợ con, thật quá thê thảm. Mà tất cả những điều đau đớn, rét buốt, xấu hổ, thê thảm đó đều chỉ do một niệm tà dâm đưa đến, khiến phải chịu như vậy. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm dạy rằng, Bồ Tát thấy sắc dục thì tránh xa như tránh hầm lửa. Trương Phủ. Ở huyện Thái Thương, có người tên Trương Phủ, thường cưỡng dâm phụ nữ. Ngay cả những phụ nữ con nhà hiền lương cũng bị hắn cưỡng hiếp. Về sau, hắn đến phục vụ trong nhà một quan chức cao cấp ở huyện, dựa thế lực nên càng ngang ngược hơn. Vào mùa thu năm Nhâm Tuất, thuộc niên hiệu Khang Hy, những người bị hại mang hết việc làm xấu ác sằng bậy của hắn tố cáo lên vị đề đốc chỉ huy quân đội. Đề đốc cho tra xét kỹ, thấy những điều tố cáo đều là sự thật, liền dùng hình phạt đánh khảo cho đến lúc nhận tội, rồi bắt phải mang gông cùm đi diễu tại Sương Môn cho dân chúng đều nhìn thấy. Đồng thời kết án chung thân, tù đầy cho đến chết. Lời bàn. Khi tôi ở Sương Môn, đích thân nhìn thấy sự kiện này, trở về lại vừa lúc sách khắc bản còn chưa xong. Nên nhân đó mới kịp đưa thêm sự việc này vào. Now.